Chào các bác nha, chào chú Hằng Hiền nha. À, vâng, chào chú Lợi. Đứng dưới bờ sông, ngắm cảnh bờ sông một tí. Đẹp lắm. Cầu. Đẹp ghê. Hai con bò đẹp ghê. Cảnh sông cầu quê ta. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hôm nay thì trong chương trình Hoàng Hiền cùng với lại chú Lợi, hai chú cháu thì xuống thăm nhà bà Luân. Ba mẹ con bị bán sang Trung Quốc. Hiện tại thì đang không có nhà, đang ở nhờ nhà hàng xóm ở bên cạnh. Thì hôm nay xuống thì Hoàng Hiền trao quà của chị giấu tên ở bên nước Mỹ. Hôm trước thì chị có gửi cho Hoàng Hiền 3.100.000 đồng trao cho các bà con, trong đó thì giúp cho nhà bà Luân 300.000 và hôm nay chị có rút tiền cho chú Lợi mua lợn đấy, và hôm trước cũng cho tiền nữa rồi. Chú Lợi có nhớ bà Luân không? Có. Biết là nhà nào không? Nhà chú Tuệ. À, gần nhà chú Tuệ đúng không? Nhà mà hôm cháu mình xuống mà bà ấy chuyển nhà ấy. Nhà chú Tuệ. Nhà thì chị Tường. Chị Tường là chị nào? Em gái. Ân. Em gái thì là Tường à? Thường. Thường, đúng rồi, tên là Thường. Chú Lợi cũng nhớ. Nhà bà ở dưới xóm Mịt, xã Nha Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Rồi bây giờ thì xin mời tất cả các bác nhé, sẽ cùng mấy Hoàng Hiền và chú Lợi, hai chú cháu thì đi xuống nhà bà để trao quà. Đi chú. Đấy, chú này tự soi gương mình ấy, tự nhìn mình trong cái tivi ấy, thấy mình như nào? Nó già hơn ngày xưa không? Có tuổi rồi. Thế chính xác là bao nhiêu tuổi rồi? 50 tuổi. À, tuổi mụ của 51 đúng không? Thế chú là sinh năm mấy? 82 á. Hai. Ngày bao nhiêu? Ngày 28. 28 hơn 12 à? Giáp tên không? Hai đám tên à? Định âm đấy á? Ai nhở? Thế thì sinh cuối năm luôn, 28 luôn á. Nói nhiều hơn, hoạt bát hơn, mà để mà làm được cái điều đó giúp chú ấy
thì cái đầu tiên là bạn phải gần gũi đấy. Cái thứ hai là người chú ý tiếp xúc với nhiều người đấy, thì mới thấy rằng là cái cuộc sống ở bên ngoài nó như thế nào đấy. Sau đó thì là dần dần thì chú ý giao tiếp, chú ý nói chuyện đấy, chú ý đồng cảm, chú ý chia sẻ với mọi người, thì là chú ý sẽ bảo dạn dần dần lên thôi. Cũng như các bác theo dõi các cái video, các cái chương trình của Hoàng Hiền từ lúc Hoàng Hiền mới làm kênh đến bây giờ, thì có rất nhiều diễn viên điện tử, rất nhiều các bà con là lúc mới quay thì rất là tự ti, rụt rè, nhút nhát, chậm chạp. Thế mà sau một thời gian chia sẻ video cho bà con đi thăm các bà con khác, từ đó thì là bà con đều nhanh nhẹn hơn, đều là bạo dạn hơn, có những cái sự tiến bộ phải nói là rất là vượt bậc. Rất là mừng. Thực tế là trong chương trình của Hoàng Hiền thì có rất nhiều người như vậy rồi. Tất cả chú loại này đến thời điểm hiện tại bây giờ mà các bác mà theo dõi cái video so với cái ngày đầu tiên mà Hoàng Hiền quay của nhà chú Lợi đấy, thì các bác thấy là chú ấy cũng đã là nhanh nhẹn hơn rất nhiều rồi. Cái nhất là nhanh nhẹn hơn, cái thứ hai là nói nhiều hơn rồi, cái thứ ba là tươi hơn đấy, cái thứ tư là thơm tho sạch sẽ hơn đấy, để cả quần áo cũng như là vệ sinh cá nhân răng miệng có thứ là cơ bản là đã ngon nghẻ nó chưa rất nhiều rồi. Thì trong thời gian tới thì các bác sẽ xem là Hoàng Hiền thì giúp đỡ chú Lợi này thay đổi như thế nào. Về kinh tế thì hiện tại là chú Lợi đang được các mạnh thường quân rất yêu quý, giúp đỡ cho hai mẹ con chú ấy vượt qua những khó khăn. Về con người thì các bác sẽ xem là thời gian tới Hoàng Hiền sẽ thay đổi đấy, trở thành không phải là một người hoàn toàn khác, thì nó cũng phải thay đổi được, cũng phải tầm 60-70% đấy, cho chú ý là nó theo những cái gì đó nó ngày càng tốt hơn đấy, nó không phải như ngày xưa nữa đấy. Mong là các bác theo dõi video để các bác có những cái lời động viên đấy, khích lệ cho các bà con diễn viên điện tử, trong đó thì có đặc biệt là chú Lợi này. Tất cả thì như các bác này, các bác hãy comment ở dưới video. Chú Lợi biết đây là đâu rồi không? Đây là đây. Đây là Cương nhà. Đây là khu vực gần đến đường Sở Điền Thụy à? Điểm Thụy này thì hôm trước là chú Lợi đi một lần rồi. Có bác theo dõi video mà đưa chỉ gãi đi mua quần áo ấy. Và thì lúc về thì xe thì hết điện, Hoàng Hiền mua đi trả không kéo vào nhà. Mình chăn lợn chăn gà nhiều rồi, nói với các bác là mình sẽ chăn như nào đi. Nói các bác là chứ chăn mình, bản thân của mình chứ không phải là các bác, bản thân của chú chăn như nào. Chú
Vừa có bán là chân tôm hay không? Trung bình. Có chân không nhất gì? Có tập trung một chân nuôi không? Có chạy mạng không? Lơ là không? Chân nuôi tốt để làm gì? Đấy, trước cái trước tiên mình chân tốt để làm gì hả? Cái này nó chả nó có liên quan cái đầu tiên cơ mà. Đấy, con mình chăn mình mua lợn mình mua gà mình chăn tốt để làm gì? Để tiền là thịt để bán. À, đấy cái đấy thì chả nói mình chăn tốt trước tiên là phục vụ cho mục đích của mình cả. Đấy, cái cuộc sống là ngày của mình, vật nuôi thì các bác giúp cho rồi, đấy là của mình rồi, làm sao mà phải chăn thật tốt để nhân giống lên. Gà mới đầu thì nó mấy chục con nó nhân giống nhiều lên, lợn thì chăn nó phải to rồi bán nó tiếp tục chăn đấy để có tiền để mà lo cho con mẹ già nữa, đúng không? Đấy, cuộc sống của mình nữa, biết đâu sau này thì mình lại gặp một người phù hợp với mình, đúng không? Phải lo cuộc sống cho gia đình. Cái khác mà cái đấy là sau, đầu tiên là do cho gia đình của mình đã. Trước hết nó là như vậy. Đang xuống đến Nhã Lộc rồi các bác ạ. Đang ở trung tâm Nhã Lộc, cách còn khoảng độ là cây rưỡi là đến nhà bà Hòn Luân thôi. Hiện đang ở một chợ Nhã Lộc này. Bác nào mà ở Nhã Lộc hay Phú Bình đây thì các bác có thể là ghé qua thăm nhà bà Luân ở đây. Một cái hoàn cảnh có thể nói là rất đặc biệt, khó khăn. Địa chỉ của bà là ở xóm Mịt các bác nhé. Đấy, xóm Mịt, xã Nhã Lộc, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Hoàng Hiền cũng nói về hoàn cảnh rất nhiều trong các cái video rồi. Giới thiệu lại cho các bác mà mới chưa rõ video là sơ qua các bác có thể nắm được là trước đây là bà là lúc còn trẻ thì cùng với hai con của mình thì là bị bán ra Trung Quốc. Bán ra Trung Quốc thì là mới lấy chồng ở bên Trung Quốc. Họ bán có nghĩa là người Việt Nam mình họ lừa sang Trung Quốc họ bán. Bán cho bên trai Trung Quốc để lấy làm vợ. Lúc đó thì bà mới trẻ đó, hơn 20 tuổi cùng hai người con bé tí hơn mình. Bán sang đó. Thì vừa rồi thì là có hai mẹ con của bà và một người con gái út nó thì bị trục xuất về nước. Lý do là khi chồng Trung Quốc của bà bị mất ấy, thì là người em trai ruột của chồng của bà gần 60 tuổi rồi, cũng lấy rất nhiều đời vợ rồi thì lại muốn lấy thêm cháu gái của mình nữa, chính là con gái út của bà, lúc đó mới 14 tuổi thôi. Sau đó thì là bà thì không đồng ý, các con không đồng ý thì là chú ấy mới dùng cái chiêu là bà là không có giấy tờ, mấy mẹ con là trước là mình bán ở Trung Quốc các bác ạ, cho nên là giấy tờ tùy thân không có, nhập cảnh là trái phép rồi thì là họ bán rồi đấy, là thế là mới báo công an Trung Quốc và họ mới trục xuất hai mẹ con của bà về Việt Nam. Còn người con gái đầu của bà thì rất may là được ở lại do là đã lấy chồng Trung Quốc và sinh con đấy, mang huyết thống của người chồng của Trung Quốc, nên là họ xét nghiệm ADN xong là họ làm giấy tờ cho và cho ở Trung Quốc. Còn bà và người con gái út là phải được trục xuất về Việt Nam. Và Việt Nam thì bố mẹ thì mất hết rồi, bà thì không có nhà, bây giờ chỉ có đất thôi. Và Việt Nam cũng được gần 2 năm rồi thì ở nhờ nhà của em gái. Đấy, nhưng mà em gái thì
cũng không có chồng, có một người con bé thôi, cũng chậm chạp và cái hoàn cảnh cũng rất khó khăn nên là không thể nào mà ở được. Đấy, do là cái hoàn cảnh rất khó khăn nên là vừa rồi thì bà đã ở nhờ một cái nhà của chú Tuệ ở bên cạnh, cũng rất là tốt, tuyệt vời đấy. Chú cho hai mẹ con nhà bà ở nhờ đó. Còn bà thì không có nhà. Nếu bây giờ mà được các bác mà giúp đỡ cho làm nhà thì là bà đã có đất rồi, thì có thể làm được nhà. Mấy con gái của bà, con gái út này thì là năm nay cũng 17, 18 tuổi rồi nhưng mà chậm lắm, không phải nhanh nhẹn, rất khó khăn, vất vả. Hàng ngày là đi thỉnh thoảng đi làm bộng thuê thôi. À, xin chào chú nhá. Chào bác ha. Gặp chú Tuệ đây rồi. Vâng, con chào chú. Vâng, chú vào đâu chưa? Chú vừa vào đâu. À. Mang cái bài chú Măng Đắng. À. Măng Đắng à? Đây, cứ để mũi. Đi. Lạc đây là nhà chú chồng hay ai chồng đấy? Chú chồng đấy. À. Rồi nha. Chào bà chị nha. Chào chú Tạ nha. Chào bà con. Đi vào nhà. Giới thiệu các bác, đây là chú Tuệ nha. Chú rất là tuyệt vời. Chú Tạ. Quá tuyệt vời luôn. Hôm nay chú con chào bà nhá. Lên kênh liên tục. Vâng. Vâng. Em Hoa đi làm hả bà? Vâng. Hôm nay lại đi làm, hôm qua lại có việc đi làm. À. Làm ngày thì có ở đây thì nó lại gọi điện đi làm. Vâng. Không, cô không gọi điện thì lại ở nhà. À. Ngày thì thỉnh thoảng mới được buổi thôi. Vẫn làm bổng chứ bà? Về gà ăn được không? Cũng ăn được vực bát ấy rồi, vực bát yêu cơm rồi. Thế nhưng ăn thì ăn được, thế nhưng mà chả làm được. Nay có thèm măng quá thì là mua cho ít mua 2 măng, ăn 2-3 bữa. À. Thèm măng đắng. À. Thế bà chưa bên Trung Quốc có măng đấy không? Bên đấy có. À. Nhiều lắm. Chỗ khu nhà bà ở có à? Ôi, có nhiều lắm. Thế cái cũng phải mua hay là vào rừng lấy được? Vào rừng lấy nhiều. À. Mới lại ở ra thì từ đây ra đến ngoài cổng kia rồi. À. Lấy cái măng ấy đây, măng tre hay là măng nghẹ ấy. À. Ôi, những cái măng nghẹ nó to lắm. Ngay gần nhà bà là có gì? Có, đây. À. Đi thì kiểu mà ở nơi xa người ta về, người ta trồng cái cây măng nghẹ đây, cái măng bé hơn đấy. À. Nó chỉ bằng cái này thôi. Vâng. Nhưng mà cái lúc nào mà nó lấy đấy thì nó lấy cái to, thì còn cái bé ra mót của nó vứt đầy. À. Hao ăn. Vâng. Có đứa nó mót nó còn mang đi nó bán rồi. Nó kiểu mà lấy cái măng to rồi nó măng bé thì nó không lấy đấy. Vâng. Nó chặt hết đi. Ồ, nhiều lắm, tha hồ ăn. Chú Lợi trên đang làm cỏ chứ? Em đang làm cỏ á. Trong nơi mấy sào lúa? Em trồng 7 sào. Ôi giời. Chú Lợi lúa thì nhiều lắm. Thế trồng nhiều thế rồi. À, tôi có ruộng thì tôi cố gắng làm. Sắp tới đây là chú Lợi chú chăn gà, chăn lợn nó kiểu. Ừ. Chăn lợn, chăn gà thì đây. Thì thao bà bây giờ chăn thì không chăn được nhỉ? Chả chăn được, đi chả đi được. À. Cháu nó làm ngoài kia thì đấy, chả có thời gian mà chăn. Vâng. Và luôn thì bây giờ không làm được cái gì cả. Chả làm được vâng. Cái gì cả, chỉ có ăn với lại. Có hôm ấy, nó đến lúc đi ăn cơm nó còn phải nâng lên ấy. À. Có hôm thì là dạy được, có hôm thì phải nâng. Vâng. Kéo lên thì mới dạy được, không thì mãi mới dạy được. Chân của bà còn đau không? Giờ nó vẫn đau ở bên này. Ừ. Tèo hết rồi nhỉ? Giờ nó tèo hết chân. Ừ. Nhờ thì tay nó cũng tèo hết. Ừ. Chân nó tèo nó đau. Nó cứ nằm nghiêng bên này thì còn nằm ngửa thì được. Nằm nghiêng ở bên này không được. Ừ. Nằm nghiêng ở bên này thì được. Vâng. Cứ hôm có hôm nó rét thì nó đau lắm. Vâng. Xong cứ phải nhích cái chân dịch dịch ấy. Kể
kém lắm rồi. À, bà bị tiểu đường nữa. Tiểu đường. Ui dồi. Hồi xưa là tiểu đường là 1, dạ dày là 2, tim là 3, gan là 4. Ui dồi. Lại còn ảnh hưởng cái mắt này, bây giờ là mắt là bây giờ nó biến chứng vào mắt. Biến chứng vào mắt. Đúng rồi, tiểu đường lên mắt nó kém, còn không nhìn thấy gì ấy. Giờ không nhìn thấy mấy đâu. Đây, tất cả ngồi đây thế nhưng mà chỉ gọi là nhìn thấy đen người chứ còn không mấy nhìn rõ. Mấy tháng nay là mắt là kém hẳn. Không rõ mặt nữa. Giờ không rõ mặt nữa. À. Càng ngày càng kém đi. Thằng nào nó trao tiền là bà không biết mặt tiền, không nhìn được. Đấy. Ừ, chả nhìn thấy đâu. Dần dần là coi như không nhìn thấy nữa. Vâng. Đấy, chú kia ở ngoài kia chú ấy bảo là bây giờ ba phải có tiền đi mổ, bảo là nếu mà mổ mà được đấy còn được, nếu mà mổ mà nó không bảo đảm đấy còn hỏng mắt ấy. À. Thế bảo thế thì thôi, tiền cũng chả có mà lại vâng. Đi mổ nhỡ nữa, bây giờ nó còn nhìn được hơi mờ mờ. Vâng. Thế mà đến lúc mà mổ nó không may ấy thì lại chả nhìn thấy gì. Vâng. Bây giờ còn nhìn thấy ít thôi. Vâng. Đồng tiền bây giờ chịu. Người kia bảo mà. Chỉ có nhìn thấy nó mờ mờ thôi. À. Chứ còn thì nhìn rõ thì không nhìn được. Vâng. Nhìn được ra con số. Có con bò đẹp nhỉ. Đấy rồi. Đấy, giờ chân tay. Bà đang uống thuốc gì đây? Có hai con chó rất là. Bà uống thuốc gì đây? Đây toàn là uống thuốc tiểu đường này thì tiêu thuốc dạ dày nào thì uống thuốc thấp. À. Đấy giờ ba thứ thuốc ấy. Đầy đủ thuốc nhỉ. Trước thì còn tim này gan thôi. Thế là tim gan bây giờ kiểu mà chú lấy ở ngoài kia đấy, chú về điều trị thì bây giờ là kiểu là chú đi lấy máu để thử đấy, thì chú bảo là ở trong người thì bảo đảm rồi, thế nhưng mà chỉ còn có mỗi tiểu đường là 1, dạ dày là 2, mị thấp là 3. Vâng. Ba cái đấy là vẫn phải điều bụng trị. Của bà nó đang phì nó to rồi phải không? Ừ. Đấy giờ nó căng lên à? Ăn trước chả nhìn thấy bụng đâu à. Thế nhưng mà bây giờ ăn cũng không ăn nhiều mấy mà nó lại cứ phì ra, thế xong là đi uống thuốc, dạo này đi uống thuốc nó đỡ rồi thì là cứ ngày là 2 bữa thuốc chứ nếu mà không bữa thuốc là nó đau, xong bắt đầu nó đau hết cả từ chỗ này. Vâng. Đau chỗ này là cứ bảo là bây giờ là vẫn phải uống thuốc tiểu đường mới lại dạ dày. Vâng. Mới lại thuốc thấp là 3 thứ. Vâng. Còn tim gan ấy thì là không, nó coi là bình thường rồi đấy, thì là không phải uống đấy. Mới lại nó lại còn ảnh hưởng máu mỡ. Đó, giờ nó đi khám mỡ máu nữa. Lại mỡ máu. Nói chung là tất cả nội tạng và bị hết nhỉ. Thì nó bị thái hóa rồi. Chú hết đi, bệnh này sang bệnh khác. Chú đi khám cho chú lấy cái kiểu mà lấy cái máu ở đây đấy. Vâng. Thì là ra ngoài chỗ bệnh viện kiểu mà chú quân đội đấy. Vâng. Thì là chú bảo là bây giờ đi chỉ có má chỉ có ăn được lần nào biết được lần nào đấy, mới lại sống được năm nào biết thì còn thì coi không có còn cái gì ở trong người thái hóa hết thì kiểu mà xưa. Nó sống lúc nào biết được mấy à? Thế bảo là sống năm nào thì biết năm đấy thôi. Vâng. Chứ còn thì mắt của bà đấy thì nó bảo là cứ bảo là bây giờ đấy mổ thì đi mổ có tiền đi mổ chứ. Vâng. Chưa chắc đã được. Sợ là lúc mổ đấy thì không may của mình ấy thì là nó lại mù mẹ đi mất thì lại chả hy vọng gì cả, tiền mất thì lại tật mang. Vâng. Thế bảo là thôi chả đi mổ nữa. Cứ mỗi lần ấy lấy uống thuốc của chú khối tiền rồi đấy. Từ lần về đến giờ phải đến mấy chục triệu đấy, không phải ít đâu. Cháu ở bên kia nó cho được một ít thì lại vào hết tiền thuốc. Cho mua thuốc. Thế tiền còn thì tiền. Vâng. Thế trước kia thì ở bên đấy thì là thôi là mỗi tháng lại 1 triệu vào đấy. Tiền thuốc à, cây mấy sao. Vâng. Cũng vất. Thế là bác cày mấy xào? Tôi cấy vào 4 xào. Ừ. Giờ chỉ có ở nhà thôi. Làm thêm tí. Chăn mấy con lợn. Chú Tuệ này là bao tuổi? Chú nó nay là 55 rồi. 55. À. Sinh năm 70. Thế hơn tuổi chú Lợi này. Hơn 4 em tuổi. 4 tuổi. Em sinh năm 74. Cái chân này là bị ấy này, bị suy tĩnh mạch. Suy tĩnh mạch suy tĩnh mạch cái này thì nếu mà có phải có uống thuốc Nó cứ nổi cục lên đấy
người cũng em cái không... ông ở bên 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 chỗ xóm ấy, tôi ở cũng bị thế. Nó vẫn đang đi chữa, nó cứ nổi loằn ngoằn như cái run này. Nó có chữa có đỡ không chú? Đỡ. Cái này đi bắn tia laser. Bắn tia laser. Chân nó lại nó bị sùi sùi đây. Nặng. Xong ít nữa rứt lắm. Đau không? Bây giờ chú lợi bị đau? Không. Chỉ sùi thôi. Sau này nó mới càng ngày nó càng bị nhiều. Không đau. Chân này sẹo đầy. Toàn chân đất chạy khắp sẹo. Bàn chân thì chạy khắp luôn. Chú Duệ ra này có xem video của cháu không? Chú xem suốt đi. Nào chú chở xem. Sáng tối ra video là xem. Cứ ra video được mấy chục phút cái là xem. Chú cũng dỗi bận lắm. Theo dõi liên tục. Nãy cháu xuống thì trao quà cho bà. Bà hôm nay con xuống thì là có một chị giấu tên ở bên Mỹ. Chị gửi cho bà là 300.000. Nhờ con là trao giúp cho bà nhé. Đây con gửi đây chú Lợi chú Tuệ trao cho cháu 300.000 cho bà. Để chú Tuệ cho. Bà có nhận được không? Bà nhìn bà đếm đủ chưa? Ừ, chả xem cứ đủ là được. Nhưng mà đang thiếu rồi. Không thiếu được. Dạ. Bao nhiêu thì bao nhiêu chả lo. Cái đấy của người ta cho lòng thành thì được bao nhiêu cũng được. Nhưng mà chị gửi 300 ở đây có 200 thôi. 300 cũng được mà 200 cũng được chứ không lo. Vẫn được à? Thế con trêu thôi, đây đủ 300.000 rồi nhá. Của Rồng Thành thì đấy cho bao nhiêu cũng được. Vâng. Thế bà cất đi không rồi đấy. Này, đưa cho bà cất đi. Này, 200 này, cá này. Đấy. Đây là 200 à? Vâng. Đây 100. Đây là 100. Đây là 300. Tiền chỉ nhìn được cái như này thế nhưng mà không nhìn thấy con số gì. Bà không nó biết kém đâu. Giờ không nhìn thấy gì. Màu là bà có phân biệt được không? Màu thì cái màu này đỏ đỏ. Cái màu này thì xanh xanh. Nhìn được bà có đọc được số không? Số thì không đọc được. Giờ không nhìn thấy. Không biết đâu. Không nhìn thấy cái chữ rồi. Thế là bà có biết tiền Việt là mệnh giá nào là cao nhất không? Tiền ở bên Việt thì người ta bảo là 500 là cao nhất à? Thế xong là đến bao nhiêu bà biết không? Thì đến 200. Xong đến bao nhiêu? Xong đến 100. Thế là biết đấy. Xong đến 50. Nhưng mà nhìn thì không biết. Biết thì biết. Thế nhưng mà người ta bảo thì biết. Chứ có để mà chọn tờ tiền 500 hay 200 là không chọn được đúng không? Thì là không biết thôi. Vâng. Tiền đấy thì biết. Thế nhưng mà không biết mặt số. Thì là giờ cái mắt này nó mờ rồi còn nhìn thấy được mấy nữa. Thế đây là một tờ 200, một tờ 100, rồi. Tổng là 300. Vâng, thế bà có muốn nói gì với chị giấu tên ở bên Mỹ không? Chị ơi, chị ở bên Mỹ thế nhưng mà em thì là bị cái chân thì nó bị hỏng, bây giờ là không đi được. Chị đã có lòng thì là giúp em được 300, thì tụi em cảm ơn chị. Chị luôn luôn công tác tốt mà mạnh khỏe, thì là em chúc chị mạnh khỏe hê. Vâng. Hê hê là nghĩa là gì mà? Hê là nghĩa bên Trung đấy. Bên Trung à? Đấy là, nghĩa là chào à? Nghĩa là chào đấy. Cảm ơn thằng là chào. Thế bà cất đi nhá. Hôm nào mà các bác mà giúp thì con lại xuống chào cho bà. Chúc bà là có nhiều sức khỏe nhá. Chúc anh nhiều sức khỏe mà công tác tốt. Vâng. Con cảm ơn bà. Đây là cũng phải cảm ơn chú Tuệ rất nhiều. Chú Hoàng Hiền biết đến hoàn cảnh của bà là nhờ chú Tuệ giới thiệu giúp đỡ. Đấy, và hơn nữa là chú giúp đỡ bà cũng rất nhiều. Đấy, đến bây giờ thì tạo điều kiện cho bà ở đây nữa. Đấy. Vậy là chú tốt lắm. Tuyệt vời đấy. Bao nhiêu người hỏi thế thật đấy nhưng mà chú không cho mượn đâu. Thế mà bà hỏi thế là chú mới lại chị em mới là bằng lòng hết thì sang đây.
chú ý là trao đổi với con là giúp cho bà là ra đây ở là từ lúc mới giới thiệu cơ. Chú đã có ý định là tạo điều kiện cho bà ra đây rồi. Đấy. Sang đây ở thì nó rộng rãi, nó thoải mái. Vâng. Thế còn ở bên kia thì nó chật hẹp quá. Vâng. Cái buồng nó bé, lại người đến chơi rất bờ. Vâng. Nào thì quần áo nào thì giường nào thì các thứ nấu nướng ở đấy nó quá chật. Vâng. Thế là sang bên này thì con nó thấy nó thoải mái. Thoải mái. Thì hôm mà chú giới thiệu cho con là chú cũng bảo bà đang ở bên kia đấy, nhưng mà không có nhà đấy, thì là chú cũng nói với con là dự kiến là sẽ giúp cho bà sang đây ở đấy, nên là cũng các bác kia là cũng hỏi chú, nhưng mà chú cũng trả lời là chúng cho bà mượn rồi đấy, rất là tuyệt vời. Sang đây thì nó vừa sạch sẽ mới lại nó lại rộng rãi. Vâng. Có thể ấy gì ạ, thoải mái đúng không? Thoải mái. Thế nhưng mà bây giờ Hoa nó đi làm suốt đấy thì bà ở nhà bà tự vệ sinh kiểu gì, nếu buồn vệ sinh làm nào? Thì chỉ có dê dê ra. Đứng lên xong bắt đầu dê ra chỗ kia. Đứng được không? Tự, không đứng được. Tự dê ra đấy là vệ sinh được cái gì? Tự dê ra đấy ngồi được lên, có hôm thì ngồi được lên ngay, có hôm thì phải mãi bắt đầu mới lấy được lên. Nó không có nhà, nếu mà nó có nhà thì đỡ, đỡ được. Nó đỡ lên cái thì được ngay. Vâng. Thế nó không có nhà thì phải dê xong cái chân này à. Vâng. Ôi dồi, có hôm như thế là khát khóc lên. Vâng. Rồi nó đau mà. Vâng. Thế xong bắt đầu nó đây xong nó cứng hết từ chỗ đây. Vâng. Cái chỗ này. Vâng. Thế còn ở mé dưới thì nó không cứng mấy, thì còn động được. Ở trên này là không động. Thế mấy. Em Hoa dạo này là tiếng Việt được biết thêm nhiều chưa bà? Cũng biết khối rồi đấy, nhưng mà có cái là nó thì nó chậm nói. À. Là một cái thứ nó hai. Nó đi làm ngoài kia mà nó không nhanh hơn được à? Nó thì lúc nói như người ta nó biết nghe hết. À. Thế nhưng mà có cái là nó chậm nói. Vâng. Nó không hay nói đấy. À. Thế mới lại đôi lúc mà kể mà cứ nói nó cái gì xúc phạm cái là thôi đấy. Không à? Là nó rớt nước mắt, nó khóc là nó kệ. Xúc phạm nó như nào? Hiểu mà nói. Không làm cái gì nhiều đi. Không phải là không làm gì, cũng chả có việc gì. Đại khái là nó cứ chơi cái điện thoại. Thì mẹ bảo là con ạ, con chơi nó bừa bừa thôi. Chỉ chơi lắm thì sợ nay mai mắt nó mờ thì là con không làm được ăn đâu. Thế mẹ thì như này đấy, sống được năm nào thì là biết năm đấy. Vâng. Thế mà mất đi đấy thì là con khổ. À. Vì là như này khổ là nhỡ nó vẫn trẻ, thế nhưng mà cái mắt này nó mờ. À. Là không làm được ăn. Vâng. Vẫn bảo nó cái gì cũng bảo đến con đến nơi đến chốn. Chị nó ở bên kia đấy, bữa mới hôm kia gọi điện về. Vâng. Hôm qua gọi điện về thì bảo là thôi thì phải bây giờ mẹ như thế là phải em phải trông nom mẹ nhé. Vâng. Chứ còn đi làm ở ngoài đấy thì mẹ thì ở nhà thì cũng đầy người đến chơi với mẹ đấy. Thế vâng. Nhưng mà chỉ có cái là không đi được thì phải chịu thôi. Vâng. Nó thì thế là cái Hoa bây giờ về Việt Nam mà nó quen anh nào chưa? Chả quen ai đâu. Chưa quen à? Đôi lúc người ta đến chơi người ta bảo là thế Hoa mày có người yêu chưa? Nó bảo không. À. Đâu có người yêu, chả người yêu gì cả. À. Còn lâu nó lấy chồng. Chồng à trêu nó bảo à. Có lấy chồng không? Thế bảo là không, còn lâu. Bây giờ ít tuổi rồi lấy chồng. À. Mẹ cứ nói làm cái gì nhiều. Vâng. Thế nó thêm nó ấy cả ra, chán cả ra. Vâng. Thế không bảo là cứ đi nữa, bây giờ ít tuổi, nay mai thì cũng phải xây dựng gia đình đi. Vâng. Chả nhẽ lại ở một mình thì anh bảo là nên hẳn hoài đã vậy, đến lúc ốm đau thì biết nhờ ai. Vâng. Chả gì cũng có một đứa con hay là hai đứa con, chồng thì chồng mà ơi thì vợ chồng thì tất nhiên là lấy chồng lấy vợ thì ai cũng thế, đũa bát cũng lúc xô, hơn chi là vợ chồng tất nhiên là không thể thoát khỏi được. Vâng. Có người có thể có chuyện nọ chuyện kia. Vâng. Ở bên nào cũng thế, bên Trung cũng thế, mà bên Việt cũng thế. Thế cái chồng cũ bên Trung, hai vợ chồng bà trước ở có xích mích bao giờ? Không, nói thật là chả xích mích bao giờ. À. Hai vợ chồng nha, tôi kể mà nghe, lấy thằng đấy nghèo nên nỗi không có một cái thứ gì. À. Hai bàn tay trắng, nó tự nó ra ngoài làm ăn, à. Bố mẹ vẫn còn. Thêm như mà bố nó đấy, với mẹ nó thì là bỏ, không phải là bỏ nhau. Nghĩa là nó mới có 15 tuổi. Không, bên đấy bên Trung Quốc gọi thế thằng mà.
Tên đấy tao nó đấy. Không gọi bằng anh em. Vâng. Tuần mày tao hết. Vâng. Thì bắt đầu là lấy nó chả được cái gì cả. Cũng nhà bốn gian, ba gian chứ không phải bốn gian. Vâng. Mà giữa cái gian như này ở thế thì nó lại rột. Vâng. Đấy. Nó rột như thế là phải có đêm ấy nó mưa to quá, bắt đầu ngồi tụ vào. Thế xong bắt đầu lấy cái mảnh áo mưa nó che lên. Vâng. Bây giờ nó tạnh thì lại ngủ. Thế nó khổ lắm, thế xong bắt đầu thôi cũng phải chịu. Chả nhẽ lấy nó thì lại bỏ. Vâng. Đầy người ta cứ bảo là mày phải tội gì mày phải khổ. Sang bên này ấy, đầy đứa thế lúc mày mới có 30 tuổi. Bây giờ mày mấy chục tuổi kia nó còn đi lấy chồng được cơ. Hơn chỉ là mày nó cứ xuống đi thế nhưng mà không dám đi. Vâng. Thế thì là nó bảo là thôi thì nó cũng không đến nỗi lắm. Thì thôi thì cứ ở thì thôi cùng nhau nuôi con thì sau khắc được nhờ. Thế là không đi. Thế xong bắt đầu là một thời gian cứ đi kiểu đi nhặt nhựa đấy. Vâng. Lên núi suốt ngày nhặt nhựa. Xong là về cứ 2 ngày 3 ngày là lại bán. À. Bán đi lấy tiền mua gạo. Nào thì lấy tiền mua thức ăn. Nào thì cho con đi học. Đúng là cái đứa lớn không được đi học đâu anh ạ. Vâng. Cái đứa bé thì học được lớp 6 thì là bố xếp. Thì là bỏ không dám đi. Vì người ta cũng đại khái là người ta cho một nửa tiền đấy. Vâng. Thì là một nửa tiền thì phải đóng vào đấy. Thế nhưng mà nó bảo là bây giờ đây cái đứa lớn thì là nó chưa đến 20 tuổi đâu. 6, 17, 10, chưa đến 18 tuổi. Phải thoát thân ra làm. Vâng. Nó bảo nó rửa rồi mà. À. Chị rất là thỉnh thoảng chị lại có thức ăn chị lại mang sang. À. Vâng. Bà đây là chị dâu. À. Chị dâu con ông bác, nghĩa là bố bác ấy, mi lại bố mẹ em đây này. Vâng. À, bà mà đẻ ra mẹ em là hai anh em ruột đấy. Vâng. Đấy, bà tốt, bà cứ có gì sang đây ở riêng là bà cho. Thế vâng. Ở bên kia cũng thỉnh thoảng vâng. Bà cũng cho đấy. Có gì ăn bà vâng. Cho đấy. Hoa đi làm mà đi bộ mà. Đi bộ à, sao đây xe không có anh nhỉ? Xe chả có. À. Xung quanh bà nào bây giờ vật nuôi này không chăn được. Không có chăn nuôi được gì. Bà nằm một chỗ hoa thì nó đi làm. Nếu các bác giúp đỡ thì bà có tiền bà mua thuốc thang với lại mua thực phẩm đó, sinh hoạt thôi. Xung quanh đấy, trước ở nhờ nhà em gái bên này đấy. Em gái là bà Thường bên này cũng rất là khổ, hai mẹ con này, bà làm rau, trồng rau đấy. Em gái này. Em gái của bà thì cũng không có chồng, có một người con bé bé bằng Thành chị gái đấy. Hai mẹ con ở đây. Nếu mà sau này mà các bác nào mà giúp đỡ được bà làm nhà thì bà sẽ có đất ở đây. Đấy. Một là làm ở đây, hai là bên này. Đấy. Có đất để làm nhà, có bố mẹ để lại chia cho hai chị em. Đấy. Nhưng mà nhà thì không có, nhà là của em gái thôi. Rất là vất. Bác nào gần đây các bác có thể chạy qua, có gì cho bà. Nhà chú Tuệ rất đầy đủ, có nhà tắm, nhà vệ sinh các kiểu, điện nước, giếng nước, tét nước các kiểu, đấy. Có cả bàn thái. Anh em hàng xóm là các bác cũng giúp đỡ cho là tiền để mua cái bếp ga, cái bé đây, đấy. Về là nấu hai mẹ con. Các bác quan sát này có thể thấy là em Hoa em ấy cũng khá là sạch sẽ đấy, chịu khó làm đấy. Đấy, biết làm nó biết rửa treo gọn gàng rất ok. Bếp biết đây này sạch sẽ, máy nước nó tắm.
khổ quá. Vất lắm. Củi đây. Rồi, như vậy thì vừa xong bác vừa cùng mấy Hoàng Hiền xuống thăm nhà bà Luân nhé. Trao quà của chị giấu tên ở bên Mỹ cho gia đình. Một lần nữa thì thay mặt cho bà con em xin chân thành cảm ơn chị giấu tên ở bên Mỹ rất nhiều, đã đồng hành cùng em để giúp đỡ bà con. Xin kính chúc cho chị cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều hạnh phúc. Bây giờ thì Hoàng Hiền cũng quay về và xin kết thúc cái video của mình ở đây nhé. Xin chào tất cả các bác.